Xin chào mọi người, xin chào tất cả những quý đồng đạo thân kính. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Lê Chánh Trị. Lời nói đầu tiên, xin cho phép Lê Chánh Trị gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị một ngày mới thật vui tươi, an lành, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, trong video clip ngày hôm nay, Lê Chánh Trị sẽ gửi đến quý vị những cái thông tin, những hình ảnh mới nhất về hoạt động đang diễn ra tại chùa Thầy An Hòa Tự nha quý vị. Thời điểm hiện tại đang là 9 giờ sáng ngày 16 tháng 5. Theo nhận thấy của Lê Chánh Trị, hôm nay bà con đồng đạo đã tập trung về chùa Thầy diễn chùa lễ Phật dự đại lễ rất là đông. Mặc dù ngày mai 17 tháng 5 thì đại lễ mới chính thức diễn ra. Tuy nhiên, theo Lê Chánh Trị nhận thấy thì từ ngày 14 đến nay, bà con từ các nơi xa đã tập trung về chùa Thầy rất là đông, đặc biệt là hôm nay đông lắm nha quý vị. Thì theo thông tin mà Lê Chánh Trị vừa nhận được đó, thì trong cái bắt đầu từ ngày hôm nay thì xe hai bánh, xe bốn bánh sẽ không được chạy vào khuôn viên chùa Thầy An Hòa Tự nhé quý vị, chỉ trừ xe của ban tổ chức đại lễ, của các nhân viên phục vụ đại lễ đã được cấp giấy xe và dụng cấm thì mới được vào. Thì mình xin thông tin để quý vị được biết, để quý vị gửi xe ở ngoài nhé quý vị. Trong video clip này, Lê Chánh Trị sẽ cập nhật về những hình ảnh, về những hoạt động đang diễn ra ở bên ngoài chùa Thầy và trong khuôn viên chùa An Hòa Tự. Thì sau những ngày mà mưa gió bão bùng rất ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội đang diễn ra tại chùa Thầy, thì hôm nay theo nhận thấy của Lê Chánh Trị thì thời tiết đang là rất là mát mẻ, đang rất lý tưởng để bà con đến dự đại lễ nha quý vị. Thì thôi, Lê Chánh Trị xin được quay về cái quang cảnh chùa Thầy hôm nay để quý vị tiện theo dõi nha. Theo quý vị nhận thấy đó thì hôm nay bà con về chùa Thầy rất là đông nha quý vị, đó, đông chật cứng luôn. Thì do bà con về dự rất đông thì thành ra nó cũng xảy ra những hôm qua mấy ngày nay thì cũng xảy ra tình trạng là móc bóp giật dọc trong và ngoài khuôn viên An Hòa Tự. Thành ra bà con đồng đạo về dự là nên giữ gìn tư trang cẩn thận nha quý vị. Thì theo mình quan sát đó, thì phía trước đối diện với cổng chùa Thầy thì cũng có nhiều hoạt động diễn ra, đặc biệt là chỗ này đó là chỗ phát thuốc nam từ thiện miễn phí nha quý vị. Thì bà con đồng đạo mình tới dự lễ là phát thuốc nam cho bà con mình rất là đông. Thì ngay trước cổng của ban trị sự thị trấn Phú Mỹ đó thì đang diễn ra hoạt động này, và mình thấy thì bà con đến nhận thuốc nam rất là nhiều, nó cũng có nhiều chủng loại, nhưng mà cái thuốc nam mà mình phát này thì mình không biết được ngành y tế cho phép hay không nha. Quý vị cũng cẩn thận, chớ những cái điểm mà cung cấp thuốc ở trong khu viên An Hòa Tự chùa Thầy đó thì đều đã được ngành y tế kiểm duyệt và đã được cấp phép thì mới được phát, còn ở đây thì mình không có biết có được cấp phép hay không, thành ra là bà con cũng cẩn thận. Còn đây là hoạt động đang diễn ra trong khuôn viên của chùa Thầy An Hòa Tự. Thì trước mặt của quý vị đó là nhà lưu niệm trân tàng cái bảo vật kỹ vật có liên quan đến Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Thì bắt đầu từ ngày 14 đến nay thì ban tổ chức đại lễ cũng đã mở cửa để cho bà con đồng đạo mình đến tham quan các kỹ vật bảo vật của Đức Thầy. Thì theo mình nhận thấy thì hôm nay bà con đến rất là đông. Thì cũng xin giới thiệu đến quý đồng đạo, thì đây là nơi trân tàng những cái kỹ vật bảo vật có liên quan đến Đức Thầy của chúng ta, được ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo sưu tập từ nhiều nguồn, từ nhiều nơi. Đây là những cái bảo vật kỹ vật rất là quý hiếm. Thành ra đó thì quý vị bà con đồng đạo mình thường đến dự lễ đều đến đây viếng để ngắm nhìn những cái kỹ vật bảo vật của Thầy. Thì nó bà con đến tham quan rất là đông nha quý vị. Thì theo mình nhận thấy thì trong đây có những cái hình ảnh, những cái như chiếc xe hoặc là những tất cả những cái đồ dùng gì đó mà có liên quan đến Đức Huỳnh Giáo Chủ, rất là quý giá, vô giá đối với bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nha quý vị. Bà con mình đến tham quan rất là đông. Thì đây cũng là cái cơ hội để mọi người nhắc nhở nhau ôn lại những kỷ niệm của Thầy về cái quá trình trưng chiên quá đạo của Thầy
trong cái thời gian thầy đi giảng đạo, truyền đạo ở các nơi. Thì còn đây là khu vực phía trước của nhà lưu niệm nha quý vị. Hôm nay cả ngoài lẫn trong khu Nhiên An Hòa Tự bà con đều đến rất rất là đông. Quý vị thấy đi, đông dữ lắm luôn. Mình quay sơ một vòng nhé. Bà con mình đến dự đông, ai đi thì đi, còn ai mệt thì ngồi nghỉ nha quý vị. Đó. Thì đây là cái khu vực phía trước chánh điện của chùa thầy An Hòa Tự. Đó, quý vị thấy đi, bữa nay bà con đến quá xả đông luôn quý vị ơi. Mình sẽ quay một vòng để cho quý vị xem về cái quang cảnh phía trước chánh điện của chùa thầy nha. Rất là đông, rất là nhộn nhịp, từng đoàn về để hành hương lễ Phật cúng. Đó, quý vị thấy đi, cúng thành đoàn quá đông người ta luôn rồi. Thì bà con cũng lưu ý những nơi mà tập trung đông người như vậy đó, thành ra đó là kẻ xấu nó rất dễ lợi dụng, nó trà trộn vào, nó tạo ra cái đám đông rồi nó chen lấn với nhau để nó giật dọc, nó móc túi. Thì mấy ngày nay thì ở trong và ngoài khuôn viên An Hòa Tự thì cũng đã xảy ra nhiều cái tình trạng mà giật dây chuyền, móc bóp, móc túi, giật điện thoại vân vân. Mặc dù là ban trị sự trung ương, ban tổ chức đại lễ và các ngành chức năng cũng có cắt cử các cái bộ phận để bảo vệ cho bà con để đến viếng chùa lễ Phật. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bà con mỗi người phải tự ý thức bảo vệ mình. Mình bảo vệ tư trang của mình đi viếng chùa thì nên không có nên mang theo những cái tư trang quý giá. Tiền bóp, điện thoại thì cũng phải giữ cẩn thận nhé quý vị, nhé bà con. Mình cũng xin lưu ý với bà con như vậy.
Thì Lê Chánh Trị cũng xin thông tin đến quý bà con, thì phía sau chùa thầy An Hòa Tự đó, nằm trong khuôn chùa đó, thì có một cái hội trường rất là rộng lớn của Ban Trị sự Trung ương. Lúc trước thì hội trường này là dùng để hội họp, hội nghị, với sức chứa là của hội trường là khoảng trên 1.000 người ạ. Thì để hỗ trợ cho bà con ở từ các nơi xa về không có chỗ nghỉ ngơi, thì Ban Trị sự Trung ương trưng dụng cái hội trường này, dành cái chỗ để cho bà con ở nơi xa không có nơi ngủ nghỉ đó, thì đến để tá túc trong cái thời gian diễn ra đại lễ nha quý vị. Thì nếu quý vị nào ở các nơi xa đó thì không có điều kiện mướn nhà trọ này nọ các cái, thì quý vị chỉ cần đem thêm một tấm đệm hoặc cái chiếu trải hội trường này, thì quý vị sẽ có một cái chỗ nghỉ ngơi rất an toàn, tránh được tránh mưa tránh nắng để mình tham dự cái ngày đại lễ nha quý vị. Còn đây là quang cảnh ở phía sau của khuôn viên chùa An Hòa Tự. Thì nơi đây là cái nơi mà các xe qua từ thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân tập trung về đây để đậu nghỉ, để biểu diễn phục vụ đồng đạo trong ngày và tối 17 đó nha quý vị. Thì nơi đây là rất rộng lớn. Ngoài ra thì nơi đây cũng dành để cho các cái tổ mà đãi nước, đãi bánh, phục vụ bà con đến vui chơi đại lễ. Thì mình xin quay qua cảnh này giới thiệu sơ lược đến bà con nha. Thì hôm nay thì cái khu vực này nó cũng rất là nhộn nhịp, bà con đến cũng rất là đông đó. Thì mình xin quay qua một vòng. Thì theo quan sát của Lê Chánh Trị đó, thì hôm nay thì các cái điểm, các tổ đại nước thì cũng đã bắt đầu phục vụ nhộn nhịp. Nhưng mà năm nay thì Lê Chánh Trị thấy khu vực này đó không có đẩy bánh như mọi kỳ lễ trước nha quý vị, chỉ đẩy nước được thôi đó. Thì mình coi đẩy nước gì nè. Quẹo lửa, có ai quẹo lửa? 2 ly có đá. Dạ, 2 1 ly 2 ly. Dạ rồi, vô chạy, phải cho đường miễn phí nè chị. Vô kính thưa quý vị, đến đây Lê Chánh Trị xin tạm dừng video clip này. Thì mong rằng thông qua video clip này sẽ giới thiệu đến quý vị một cái nhìn toàn cục về buổi sáng ngày 16 tháng 5 của đại lễ 18 tháng 5 diễn ra tại chùa thầy nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.